Chương 7 Kiểm định giả thuyết thống kê Trong chương trước, chúng ta đã tiếp cận cách sử dụng mẫu để phát triển các ước lượng điểm và khoảng cho tham số tổng thể. Trong chương này, chúng ta tiếp tục thảo luận về suy diễn thống kê qua việc trình bày cách thức sử dụng kiểm định giả thuyết để xem nên hay không nên bác bỏ một giả thuyết về giá trị của tham số tổng thể. trước khi tìm hiểu về kiểm định thống kê chúng ta cần phân biệt rõ sự khác nhau của hai khái niệm giả thuyết và giả thiết giả thuyết hoặc giả thuyết nghiên cứu được định nghĩa là một sự giải thích sơ bộ về bản chất sự vật giả thuyết cũng có thể hiểu là nhận định sơ bộ là kết quả giả định của nghiên cứu hoặc đơn giản hơn giả thuyết là luận điểm cần chứng minh của tác giả bên cạnh khái niệm giả thuyết chúng ta có khái niệm giả thiết giả thiết là một điều kiện giả định trong quan sát thực nghiệm. Ví dụ, khi nói nước sôi ở 1000 độ C, người ta đã thầm hiểu nước đó được quy về những điều kiện giả định. Đó là thứ nhất, nước nguyên chất. Thứ hai, được đun nóng dưới áp suất là một atmosphere. Giả thiết là một điều kiện mang tính quy ước của người nghiên cứu. Nó có thể không tồn tại hoặc không phải lúc nào cũng tồn tại trong thực tế. Giả thuyết thống kê là những phát biểu nhận định về các tham số tổng thể. Kiểm định giả thuyết là việc tìm ra kết luận để bác bỏ hay không bác bỏ một giả thuyết. Trong kiểm định giả thuyết, chúng ta bắt đầu bằng việc đưa ra một giả định không chắc chắn về một tham số tổng thể. Giả định không chắc chắn này cần được kiểm định và được gọi là giả thuyết không, ký hiệu là H0. Tiếp đó, chúng ta định nghĩa một giả thuyết khác gọi là giả thuyết đối. Giả thuyết này mang nội dung đối lập với giả thuyết không. Giả thuyết đối được ký hiệu là H1. Quy trình kiểm định giả thuyết sử dụng dữ liệu mẫu để kiểm định hai phát biểu đối lập nhau được ký hiệu bởi H0 và H1. Thông thường thì giả thuyết không sẽ mô tả hiện tượng lúc bình thường, tình trạng nguyên thủy hoặc tình trạng không chịu tác động gì của hiện tượng. Cấu trúc của giả thuyết không luôn phải có một dấu bằng, có thể là bằng, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc là lớn hơn hoặc bằng và giả thuyết đối mô tả tình trạng ngược lại với H0 thể hiện các phát biểu, các nghi ngờ về hiện tượng mà chúng ta đang muốn chứng minh. Trong một số ứng dụng, cách thức thiết lập giả thuyết không và giả thuyết đối có thể không hiển nhiên, có thể có sự nhầm lẫn hoặc bối rối ban đầu trong việc chọn đúng H0 và H1. Do vậy, cần cẩn trọng khi thiết lập các giả thuyết sao cho kết luận thu được của kiểm định cung cấp thông tin mà người nghiên cứu hoặc người ra quyết định yêu cầu. Ví dụ, giả sử trong một hãng xe hơi người ta thấy mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 24 km một lít. Một nhóm nghiên cứu chế tạo một hệ thống bơm nhiên liệu mới để tăng số km trên một lít nhiên liệu. Nhiều cuộc thử nghiệm đã được tiến hành nhằm chứng minh hệ thống bơm nhiên liệu mới cho phép tăng số km trên một lít nhiên liệu. Trong trường hợp này, Giả thuyết nghiên cứu là hệ thống phun nhiên liệu mới sẽ cho số km trung bình trên 1 lít lớn hơn 24 km trên 1 lít, tức là mi của chúng ta lớn hơn 24. Theo thông lệ nên đặt giả thuyết nghiên cứu là giả thuyết đối, như vậy giả thuyết không và giả thuyết đối tương ứng cho nghiên cứu này là Đối với giả thuyết không, mu sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 24 và đối với giả thuyết đối H1, mu sẽ lớn hơn 24 nếu kết quả từ mẫu cho thấy H0 không thể bị bác bỏ, nhóm nghiên cứu không thể kết luận rằng hệ thống bơm nhiên liệu tốt hơn. Và ngược lại, nếu kết quả từ mẫu cho thấy H0 bị bác bỏ, nhóm nghiên cứu có thể kết luận là H1 đúng. Trong các nghiên cứu như trên, giả thuyết không và giả thuyết đối nên được thiết lập sau cho việc bác bỏ H0 ủng hộ cho kết quả của nghiên cứu. Do vậy, giả thuyết nghiên cứu nên được đặt thành giả thuyết đối. một hãng sản xuất nước ngọt tuyên bố rằng bình nước ngọt loại 2 lít của hãng thực chất chứa trung bình ít nhất 2.000ml nước ngọt. Một mẫu bao gồm các chai 2 lít được lựa chọn để kiểm định lời tuyên bố của hãng. Trong trường hợp kiểm định giả thuyết kiểu này, chúng ta thường giả định rằng lời tuyên bố của hãng là đúng, trừ khi bằng chứng từ mẫu chỉ ra kết quả đối lập. Sử dụng cách tiếp cận này cho phép chúng ta lập giả thuyết như sau. Giả thuyết không H0 với giá trị trung bình mu lớn hơn hoặc bằng 2000 ml và giả thuyết H1 mu nhỏ hơn 2000 ml. Trong các tình huống liên quan đến việc đánh giá tính chính xác của một lời phát biểu hay tuyên bố nào đó, giả thuyết không thường được giả định là lời phát biểu đó đúng và giả thuyết đối được thiết lập theo cách bác bỏ giả thuyết không. người ra quyết định đôi khi phải lựa chọn giữa hai phương án một phương án ứng với giả thuyết không và một phương án ứng với giả thuyết đối ví dụ một mẫu các linh kiện điện tử từ một lô hàng mới nhập vừa được gửi đến người thanh tra chất lượng sản phẩm phải quyết định xem có chấp nhận lô hàng từ nhà cung cấp hay không nếu lô hàng đạt chất lượng thì sẽ nhận hàng và ngược lại nếu lô hàng không đạt các yêu cầu về quy cách thì sẽ trả lại hàng Giả định rằng tiêu chuẩn cho một linh kiện là độ dài trung bình là 2 cm. Nếu độ dài trung bình lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 cm thì linh kiện này sẽ khiến việc lắp ráp gặp vấn đề. Trong trường hợp này, giả thuyết không và giả thuyết đối được lập như sau. Giả thuyết không, giá trị trung bình ở đây chính là độ dài trung bình của linh kiện điện tử bằng 2 cm. Và giả thuyết đối, trung bình độ dài khác 2 cm. Nếu kết quả từ mẫu cho thấy không thể bác bỏ H0, nghĩa là độ dài trung bình của linh kiện bằng 2 cm thì người thanh tra không có lý do để nghi ngờ về chất lượng của lô hàng. Ngược lại, nếu dữ liệu cho phép bác bỏ H0, người thanh tra sẽ đủ bằng chứng để trả lại lô hàng cho nhà cung cấp. Như vậy, nếu ta loại bỏ H0, tức là ta có bằng chứng thống kê để cho rằng h một đúng nếu ta không loại bỏ h không có nghĩa là ta không chứng minh thống kê được là h một đúng các kiểm định trong chương này liên quan đến hai tham số tổng thể trung bình tổng thể và tỷ lệ tổng thể tùy vào các tình huống kiểm định mà kiểm định về giả thuyết của tham số tổng thể có thể có ba dạng sau dạng thứ nhất có dấu đẳng thức trong h không Dạng thứ hai và dạng thứ ba sử dụng bất đẳng thức trong H0. Dạng 1 gọi là kiểm định hai bên hoặc hai phía. Dạng 2 và 3 gọi là kiểm định một bên hoặc một phía. Trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn H0 và H1 không hiển nhiên và cần cân nhắc để lựa chọn dạng đúng. Tuy nhiên, phần đẳng thức lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, bằng luôn xuất hiện trong giả thuyết không. ví dụ đối với kiểm định hai bên nếu gọi mu là độ thay đổi trung bình trong huyết áp của một bệnh nhân sau khi dùng thuốc bác sĩ điều trị cần quan tâm liệu việc dùng thuốc có làm thay đổi trung bình trong huyết áp hay không cách chúng ta đặt giả thuyết như sau chúng ta sẽ đặt giả thuyết không mu sẽ bằng không có nghĩa là không có ảnh hưởng của thuốc lên huyết áp của bệnh nhân và giả thuyết đối mu khác không đồng nghĩa với việc có ảnh hưởng của thuốc lên huyết áp của bệnh nhân đây là một loại kiểm định hai bên. Hay một loại kiểm định khác. Một khách hàng quan tâm đến tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng trong một lô hàng mua của một nhà cung cấp. Giả sử tỷ lệ sản phẩm kém tối đa được cho phép là 5%. Khách hàng cần quan tâm đến giả thuyết sau. Giả thuyết không Tỷ lệ sản phẩm kém cao hơn mức cho phép P lớn hơn hoặc bằng 0,05. Và giả thuyết đối, tỷ lệ sản phẩm kém ở mức chấp nhận được P nhỏ hơn 0,05 Đây là loại kiểm định một bên, bên trái Giả thuyết không và giả thuyết đối là các phát biểu đối lập nhau Chỉ có một trong hai giả thuyết này là đúng Hoặc là giả thuyết không đúng Hoặc là giả thuyết đối đúng Về mặt lý tưởng Ta nên chấp nhận H0 khi H0 đúng Và bác bỏ H0 khi H1 đúng Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào cũng có thể tìm ra kết luận đúng do kiểm định giả thuyết dựa trên thông tin từ mẫu và chúng ta có thể mắc hai loại sai lầm. Sai lầm thứ nhất người ta gọi là sai lầm loại 1, bác bỏ giả thuyết H0 trong khi thực tế H0 đúng. Xác suất sai lầm loại 1 ký hiệu là alpha chính là mức ý nghĩa của kiểm định. Sai lầm loại 2 là sai lầm mắc phải khi ta chấp nhận giả thuyết H0 trong thực tế h không sai. Xác suất sai sai lầm loại 2 ký hiệu là beta là xác suất để chúng ta không bác bỏ giả thuyết H0 khi nó sai. Chúng ta xem xét ví dụ sau. Theo kết cấu của một công trình thi đấu người ta cần 10.000 tấm nhôm dày 0,15 cm. Người ta chọn mẫu 100 tấm. Những tấm nhôm này trong mẫu có độ dày trung bình là 0,153 cm độ lệch chuẩn là 0,015 cm. Kết luận một 10.000 tấm lợp có thích hợp với công trình hay không và hãy chỉ ra sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2. Trước tiên, chúng ta phải đặt ra giả thuyết cần kiểm định trong bài toán này. Chúng ta quan tâm tới sự thích hợp của tấm lợp đối với công trình. Thích hợp ở đây có nghĩa là theo đúng quy cách với độ dày trung bình là 0,15 cm. Nếu như tấm lập dày hơn hoặc mỏng hơn thì đều ảnh hưởng tới việc lắp ráp và chất lượng của công trình. Như vậy, giả thuyết không ở đây chúng ta đặt sẽ là mi bằng 0,15 đồng nghĩa với việc tấm lập thích hợp với công trình. Và giả thuyết đối mi khác 0,15 có nghĩa là tấm lập không phù hợp với công trình. Sai lầm loại một mắc phải ở đây chính là bác bỏ giả thuyết không khi giả thuyết không đúng. Nghĩa là kết luận rằng tấm lợp không phù hợp trong khi trên thực tế những sản phẩm này có phù hợp với công trình. Sai lầm này có thể gây thiệt hại về tài chính. Sai lầm loại 2: không bác bỏ giả thuyết không trong khi giả thuyết không sai. Nghĩa là kết luận rằng tấm lợp phù hợp trong khi trên thực tế chất lượng tấm lợp không phù hợp với công trình. Sai lầm này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Xác suất sai lầm loại 1 cần được ấn định khi tiến hành kiểm định trong thực tế. Alpha lớn hay nhỏ phụ thuộc mức độ tổn thất mà người làm kiểm định có thể chịu đựng được nếu sai lầm loại 1 xảy ra. Nếu chi phí do sai lầm loại 1 lớn, người ta thích chọn alpha thấp. Nếu chi phí của sai lầm loại 1 không quá lớn thì người ta sẽ chọn alpha lớn. Ví dụ, nếu alpha bằng 5% có nghĩa là có 5% phạm phải sai lầm loại 1, bác bỏ h không khi h không đúng hay chúng ta tin rằng có 95% là chúng ta đã quyết định đúng. Alpha còn được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định. Các ứng dụng kiểm định giả thuyết trong đó chỉ kiểm định sai lầm loại 1 được gọi là kiểm định mức ý nghĩa. Rất nhiều ứng dụng kiểm định giả thuyết thuộc loại này. khi chúng ta có được thông tin về alpha, chúng ta sẽ xác định được vùng bác bỏ và vùng chấp nhận của H0. Giá trị tới hạn được định nghĩa là biên giới chia đôi hai vùng chấp nhận và bác bỏ. Giá trị tới hạn được xác định từ thông tin của alpha. Nếu như giá trị thống kê kiểm định rơi vào vùng bác bỏ thì chúng ta sẽ kết luận là bác bỏ H0. Và ngược lại, nếu như giá trị thống kê kiểm định mà ta tính toán được rơi vào vùng chấp nhận thì ta sẽ không bác bỏ H0. Các chuyên gia thống kê khuyến nghị sử dụng phát biểu không bác bỏ thay vì chấp nhận H0. Phát biểu không bác bỏ hàm ý không đưa ra phán xét hay hành động gì. Chúng ta thực hiện tìm kiếm giá trị Z tới hạn được xác định dựa vào alpha. Z có phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa. Chúng ta sử dụng bảng phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa để tìm Z với diện tích alpha ở bên phải hoặc bên trái của đường cong phân phối. Và nguyên tắc bác bỏ được thực hiện như sau. Đối với kiểm định hai bên, chúng ta sẽ kết luận là bác bỏ H0 nếu giá trị kiểm định mà chúng ta tìm thấy lớn hơn giá trị Z alpha trên 2 hoặc nhỏ hơn trừ Z alpha trên 2. Đối với kiểm định một bên là bên trái, chúng ta sẽ kết luận là bác bỏ H0 nếu giá trị kiểm định tìm thấy nhỏ hơn hoặc bằng trừ Z alpha và đối với kiểm định bên phải, chúng ta sẽ thực hiện bác bỏ H0 nếu giá trị Z kiểm định lớn hơn hoặc bằng Z alpha. Đây là đồ thị minh họa kiểm định hai bên. Giá trị kiểm định Z chúng ta sẽ tính toán được bằng công thức trung bình mẫu trừ đi trung bình tổng thể chia cho độ lệch chuẩn của tổng thể chia cho căn của cỡ mẫu. Từ giá trị Z này, chúng ta sẽ so sánh vị trí của Z với vị trí của Z alpha trên 2 và trừ Z alpha trên 2 trong kiểm định hai bên. Nếu như giá trị Z rơi vào vùng màu vàng, chúng ta sẽ kết luận là không bác bỏ H0. Ngược lại, nếu giá trị Z kiểm định chúng ta tìm thấy nằm trong vùng màu xanh, thì chúng ta sẽ đưa ra kết luận bác bỏ H0. Tương tự như vậy, chúng ta cũng xác định được miền bác bỏ H0 màu xanh nằm ở phía bên tay phải đối với kiểm định một bên và là bên phải. Chúng ta sẽ xác định miền bác bỏ màu xanh này dựa vào giá trị của Z alpha. Tiếp tục thực hiện so sánh giá trị Z kiểm định với Z alpha để có thể đưa ra kết luận việc không bác bỏ hay là bác bỏ H0. Đối với kiểm định một bên về phía bên trái, từ thông tin về alpha, chúng ta sẽ xác định giá trị trừ Z alpha và thực hiện so sánh giá trị kiểm định Z với trừ Z alpha. Chúng ta kết luận không bác bỏ nếu giá trị Z của chúng ta nằm ở trong miền màu vàng và kết luận bác bỏ H0 nếu Z kiểm định nằm trong miền màu xanh. Ở phần tiếp theo của chương này, chúng ta sẽ nói đến phương pháp kiểm định tham số trung bình tổng thể trong hai trường hợp biết độ lệch chuẩn và không biết độ lệch chuẩn của tổng thể. Trong một số trường hợp, độ lệch chuẩn được coi là đã biết khi ta có thể ứng dụng dữ liệu quá khứ và các thông tin sẵn có để thu được ước lượng tốt nhất cho độ lệch chuẩn của tổng thể trước khi lấy mẫu. Trong những trường hợp như vậy, độ lệch chuẩn của tổng thể có thực có thể được coi như là đã biết. Trong trường hợp chưa biết độ lệch chuẩn của tổng thể, thì độ lệch chuẩn của mẫu sẽ được dùng để ước lượng cho độ lệch chuẩn của tổng thể. Trường hợp thứ nhất, chúng ta thực hiện kiểm định trung bình, biết độ lệch chuẩn của tổng thể. Xem xét ví dụ về trọng lượng trung bình của ngũ cốc đóng hộp tại một dây chuyền sản xuất. Theo quy định, mỗi hộp ngũ cốc là 368 gram Giám đốc nghi ngờ rằng dây chuyền gặp trục trặc khiến quy định trên không được đảm bảo. Chọn một mẫu ngẫu nhiên các hộp ngũ cốc trong kho để tiến hành bài toán kiểm định. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên 25 hộp thì thấy trọng lượng trung bình là 372,5 gram, biết độ lệch chuẩn của tổng thể là 15 gram. Chọn độ tin cậy của bài toán là 95% và nghi ngờ là dây chuyền bị trục trặc. Chúng ta hãy lập bài toán kiểm định. Để tiến hành kiểm định giả thuyết thống kê, chúng ta thực hiện tuần tự theo 6 bước. Bước đầu tiên, chúng ta cần nhận định tình hình về tham số tổng thể. Bước thứ hai, chúng ta thực hiện phát biểu giả thuyết không và giả thuyết đối. Bước thứ ba, định mức ý nghĩa alpha, đấy chính là xác suất mắc sai lầm loại 1. Bước 4, chúng ta thực hiện tính toán các giá trị kiểm định. Bước 5, chúng ta so sánh giá trị kiểm định và Giá trị tới hạn và xem xét bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết không Và bước 6 chúng ta đưa kết luận về bài toán kiểm định Quay trở lại bài toán Chúng ta thực hiện bước đầu tiên Nhận định tình hình của tham số tổng thể ta muốn làm kiểm định Ở trong bài toán này Chúng ta thực hiện kiểm định để xem Khối lượng trung bình của ngũ cốc đóng hộp trong tổng thể Có bằng đúng 368g như quy định hay không nếu đóng ít hay nhiều hơn đều không chấp nhận được Nếu sai sót thứ nhất xảy ra, công ty sẽ mất uy tín Và nếu sai sót thứ hai xảy ra, công ty thiệt hại chi phí sản xuất Bước thứ hai, chúng ta thực hiện đặt giả thuyết không và giả thuyết đối về tham số tổng thể Trường hợp giả thuyết không được đặt ra như sau, đấy là mi bằng 368 gram Điều đó có nghĩa là dây chuyển sản xuất vẫn hoạt động bình thường Giả thuyết đối mi khác 368 g với nghi ngờ chung là dây chuyền gặp trục trặc trong đóng hộp. Như vậy, đây là một bài toán kiểm định hai bên. Bước 3, chúng ta thực hiện xác định mức ý nghĩa của bài toán kiểm định. Thông tin đề bài cho chúng ta độ tin cậy 95%, do vậy mức ý nghĩa của bài toán kiểm định là 5%, tức alpha bằng 5%. Alpha bằng 5% có nghĩa là alpha trên 2 sẽ bằng 2,5% và bằng 0,025. Từ thông tin này chúng ta có thể xác định được hai giá trị tới hạn. Trừ z alpha trên 2 bằng trừ 1,96 và z alpha trên 2 bằng 1,6. Bước tiếp theo chúng ta thực hiện tính toán giá trị kiểm định theo công thức. Ở đây chúng ta quan sát rằng n bằng 25 cỡ mẫu nhỏ, nhỏ hơn 30. Với giá trị trung bình x bằng 372,5 g và độ lệch chuẩn của tổng thể bằng 15 g. Chúng ta sẽ áp dụng công thức kiểm định ZTT sẽ được tính toán bằng hiệu số giữa trung bình mẫu trừ đi trung bình tổng thể chia cho độ lệch chuẩn tổng thể chia tiếp cho căn của n và giá thay số vào chúng ta tính toán được giá trị kiểm định bằng 1,5. Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết H0. Nếu kiểm định hai bên, bác bỏ giả thuyết H0 khi giá trị kiểm định Z lớn hơn Z alpha trên 2 hoặc giá trị kiểm định Z nhỏ hơn trừ Z alpha trên 2. Nếu thực hiện kiểm định một bên, chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết H0 khi giá trị Z kiểm định nhỏ hơn hoặc bằng trừ Z alpha đối với kiểm định bên trái và giá trị Z kiểm định lớn hơn hoặc bằng Z alpha đối với kiểm định bên phải. Bài toán mà chúng ta đang xem xét là một bài toán kiểm định hai bên. Như vậy, chúng ta sẽ thực hiện so sánh giá trị Z kiểm định với giá trị Z alpha và giá trị Z alpha trừ Z alpha trên 2. Như vậy chúng ta thấy là trừ Z alpha trên 2 bằng trừ 1,96 sẽ nhỏ hơn giá trị Z kiểm định bằng nhỏ hơn giá trị Z alpha trên 2 bằng 1,96. Như vậy, giá trị Z thống kê kiểm định của chúng ta bằng 1,5 mà chúng ta tìm được nằm ở trong miền không bác bỏ H0 và chúng ta có thể kết luận là không bác bỏ H0. Chúng ta minh họa kết quả tìm được bằng đồ thị sau. Với thông tin về alpha trên 2 0,025, chúng ta sẽ xác định được giá trị tới dạng Z của alpha trên bằng 1,96 và trừ Z alpha trên 2 sẽ bằng trừ 1,96 Giá trị thống kê kiểm định Z mà chúng ta tính toán được bằng 1,5 sẽ nằm trong miền màu vàng Do vậy, chúng ta thực hiện không bác bỏ H0 Và bước cuối cùng chúng ta cần đưa ra kết luận về bài toán kiểm định Như vậy, với độ tin cậy 95% chúng ta kết luận rằng không có đủ bằng chứng thống kê cho rằng dây chuyển ngũ cốc đóng hộp bị trục chặt bên cạnh việc sử dụng phương pháp giá trị tới hạn để thực hiện kiểm định người ta cũng lựa chọn hướng tiếp cận giá trị p giá trị p là giá trị xác suất dùng làm thước đo cho bằng chứng thu được từ mẫu chống lại giả thuyết không giá trị p càng nhỏ càng cho thấy bằng chứng chống lại giả thuyết không giá trị của thống kê kiểm định được dùng để tính giá trị p giá trị p chính là phần diện tích được xác định ở dưới đường cong phân phối xác suất chuẩn và sẽ nằm bên trái hoặc bên phải hoặc nằm ở hai bên của giá trị thống kê kiểm định, tùy vào từng bài toán kiểm định một bên hoặc hai bên. Sau khi tính toán, chúng ta sẽ phải so sánh giá trị p với mức ý nghĩa alpha. Quy tắc bác bỏ như sau: nếu giá trị p lớn hơn hoặc bằng alpha đã định, chúng ta không bác bỏ giả thuyết không. Nếu giá trị p nhỏ hơn alpha đã định, chúng ta bác bỏ H0. Trong trường hợp không biết độ lệch chuẩn của tổng thể, để có thể thực hiện được kiểm định tham số trung bình, người ta vẫn thực hiện tính toán giá trị Z thống kê, nhưng thay vì sử dụng thông tin của độ lệch chuẩn tổng thể, người ta sẽ sử dụng thông tin về độ lệch chuẩn của mẫu. Trong trường hợp cỡ mẫu nhỏ n nhỏ hơn 30 thì lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng phân phối T thay cho phân phối Z. Chúng ta có ví dụ như sau cán bộ sở du lịch cho rằng giá phòng khách sạn mini trong mùa thấp điểm trung bình không quá 168 000 một ngày đêm một mẫu ngẫu nhiên 25 phòng khách sạn được chọn và tính trung bình là 172,5 ngàn một ngày đêm độ lệch chuẩn từ mẫu này là 15,4 ngàn một ngày đêm chúng ta cần kiểm định câu phát biểu của cán bộ trên chọn mức ý nghĩa cho bài toán này là 5% chúng ta thực hiện các bước kiểm định. Bước đầu tiên, nhận định về tham số tổng thể. Phát biểu của cán bộ đề cập tới giá trung bình của phòng khách sạn không quá 168.000 một ngày đêm. Như vậy, trong bài toán này, chúng ta sẽ xem xét giá trị trung bình, chính là tham số của tổng thể. Bước hai, chúng ta thực hiện phát biểu giả thuyết. Giả thuyết không với giá trị trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 168. Điều đó có nghĩa là phát biểu của cán bộ đúng, giá phòng trung bình không quá 168.000 một ngày đêm. Giả thuyết đối, mi lớn hơn 168, điều đó có nghĩa là phát biểu sai, giá phòng trung bình lớn hơn 168.000 một ngày đêm. Đối với bài toán này, chúng ta thực hiện kiểm định bên phải. Bước 3. Xác định mức ý nghĩa. Mức ý nghĩa của bài toán kiểm định là 5%, tức là alpha bằng 5%. Ở đây cỡ mẫu được thực hiện với 25 phòng khách sạn như vậy n bằng 25 và nhỏ hơn 30. Chúng ta sẽ sử dụng phân phối T với alpha bằng 5% và bậc tự do df bằng 24. Từ thông tin đó chúng ta sẽ xác định được giá trị tới hạn T của alpha df bằng 1,711. Bước thứ tư chúng ta sẽ thực hiện tính toán giá trị kiểm định với công thức giá trị kiểm định T bằng 1,46 chúng ta sẽ xem xét bác bỏ hay không bác bỏ H0. Nếu kiểm định một bên, chúng ta sẽ thực hiện bác bỏ giả thuyết H0 nếu như giá trị T kiểm định lớn hơn hoặc bằng giá trị T tới hạn T của alpha df bởi vì đây là một kiểm định bên phải. Trên thực tế, từ số liệu chúng ta tính toán được giá trị T kiểm định bằng 1,46 nhỏ hơn giá trị T alpha df bằng 1,711. Như vậy, chúng ta không bác bỏ H0. Và bước cuối cùng để kết luận, với một độ tin cậy 95% hoặc với mức ý nghĩa 5%, chúng ta không đủ bằng chứng thống kê để nói rằng phát biểu sai. Trong phần này, chúng ta cùng xem xét cách thực hiện kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ tổng thể P. Đặt ký hiệu P0 cho giá trị giả thuyết của tỷ lệ tổng thể. Chúng ta có 3 dạng kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể như sau. Dạng thứ nhất, kiểm định hai phía. Dạng thứ hai, kiểm định một phía bên trái. Và dạng thứ ba, kiểm định một phía bên phải. Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể dựa trên sự khác biệt giữa tỷ lệ mẫu PS và giá trị giả thuyết của tỷ lệ tổng thể P0. Phương pháp thực hiện tương tự như khi thực hiện kiểm định giả thuyết cho trung bình tổng thể. Điểm khác biệt duy nhất là chúng ta sử dụng tỷ lệ mẫu và sai số chuẩn để tính giá trị thống kê có thể sử dụng phương pháp tính giá trị P hoặc phương pháp giá trị tới hạn để quyết định có bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết H0. Khi cỡ mẫu đủ lớn, điều kiện là NP và N nhân 1 chữ P lớn hơn hoặc bằng 5, phân phối của tỷ lệ mẫu sẽ sắp xỉ một phân phối chuẩn. Giá trị kiểm định được tính toán như sau. ZTT sẽ bằng hiệu giữa tỷ lệ thành công mẫu và tỷ lệ thành công giả định cho tổng thể chia cho căn bậc 2 của giả định tỷ lệ thành công cho tổng thể nhân với 1 trừ tỷ lệ giả định thành công cho tổng thể và chia cho cỡ mẫu là n. Nguyên tắc bác bỏ được thực hiện hoàn toàn tương tự như nguyên tắc bác bỏ của kiểm định trung bình tổng thể. Chúng ta xét đến ví dụ, có 10 người uống bia thì chỉ có một người thích loại bia A. Sau chiến dịch quảng cáo, thực hiện khảo sát một mẫu ngẫu nhiên 200 người uống bia thì thấy có 26 người thích bia A. Thông tin này có đủ để kết luận là có sự gia tăng tỷ lệ những người thích uống bia A hay không? Chọn độ tin cậy cho bài toán kiểm định là 90%. Chúng ta thực hiện các bước của bài toán kiểm định. Trước khi quảng cáo, tỷ lệ tổng thể ưa thích A là 1 phần 10 bằng 0,1. Đây là một bài toán kiểm định giả thuyết tỷ lệ tổng thể. Chúng ta cần xem xét xem kết luận rằng sau chiến dịch quảng cáo, tỷ lệ người thích BIA a tăng lên, có nghĩa là lớn hơn 0,1. Chúng ta sẽ đưa lý thuyết cần kiểm chứng vào giả thuyết đối H1 với P lớn hơn 0,1 và giả thuyết H0, P sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0,1. Đây là kiểm định bên phải. Với độ tin cậy là 90%, thì mức ý nghĩa của bài toán này sẽ là 0,1. Các thông số mà chúng ta có ở đây chính là cỡ mẫu N bằng 200. Chúng ta cũng cần kiểm định xem các điều kiện cần thiết như NP và N1 trừ P có thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng 5 hay không. Đối với bài toán này thì chúng ta thấy rằng các điều kiện đó hoàn toàn thỏa mãn. Tỷ lệ mẫu 26 chia cho 200 bằng 0. ,1. Chúng ta tính toán giá trị thống kê kiểm định ZTT dựa vào công thức và cho kết quả bằng 1,41. Với mức ý nghĩa alpha bằng 0,1, ta cũng tính toán được giá trị tới hạn Z alpha bằng 1,28. So sánh giá trị tới hạn Z alpha và giá trị kiểm định ZTT, ta thấy rằng giá trị kiểm định ZTT lớn hơn giá trị tới hạn Z alpha và kết luận rằng chúng ta bác bỏ giả thuyết H0. Việc bác bỏ giả thuyết H0 dẫn chúng ta tới kết luận là có sự gia tăng tỷ lệ những người thích uống bia A sau chiến dịch quảng cáo.